chưa kịp cảm ơn nói chuyện rồi. Thảo ơi là Thảo à. Con bưng mẹ ơi. Bây giờ mặt Minh Thu bữa nay hớt tóc kiểu giống Minh Dương. Minh Dương không ấp cái miệng dừa nữa. Ấp miệng dừa. Ấp miệng dừa. Ấp miệng dừa. Đâu luôn 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 ho sụt sụ. Ho sụt sụ ha. Ho sụt sụ mà nó rúng rung. Bái tắm thầm. Ho sụt sụ mà. Thầy uống chị tin học. Uống chị tin học. Trời ơi. Mời tôi mới đi mua giờ chưa mua. Rồi sao lấy rồi sao phanh tay lại. Phanh tay lại. Phanh tay lại sao? Cảm ơn. Người giao không mà. Hả? Giao gì? Cởi cái quần dài ra nó mặc cái quần cục vậy đó. Quần cục phải không quần dài hả? Mặc cái quần dài đó hồi nãy đi đái xong cái mặc quần cục. Cái đùi nó kìa. Được ép. Ê! Thôi sụn sụ. Sụn sụ đó. Không có chỗ nước đá nữa. À, uống kìa, uống nước đá nữa. Chút nữa uống tì bà cao vô. Tì bà cao đi chứ chị ho hay. Đá lấy cái kia ra nè. Mà uống thuốc được. Thuốc bởi đút vô hay ngậm mà hỏng. Vô đây, 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 đưa, đưa. Ngậm vô họng đâu có đi gần chứ có nhả trơn á. Thuốc mà. Mày lớn mà khôn đi khôn mà. Bà Sáu uống xì tin kìa. Thì bớt cơm ăn hết đi. Ăn hết cũng được ha. À, bác Sương Tí uống xì tin. Để cho nó mày nghe cơm bả hầu ba người ăn được. Cái bác Sương Tí uống xì tin kìa. Ờ thôi thôi hết trơn chai chứ. Nè. Hay nè. Giữ cái chai lại đi nha. Ba người ăn cơm đó mà bả ăn hết trơn rồi. Nấu nữa bả hầu nấu gì. Bữa nay bà Sáu rửa ruột ăn cá kho canh chua mà ngon quá à. Mà. Bà nói nhiêu đây cơm sơ ăn đủ. Nay cá kho canh chua mà đã quá mà. Ngồi dưới năm lần á. Chè kìa mấy. Sao chè gì vậy? Đậu đen. Đậu đen mà tăng từ cho thờ đó. Hết rồi, tà 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 tà. Lùm cái chai về mai nấu xì tin bỏ vô uống. Trời ơi hết rồi dục kìa. Lại lấy cái chai đi ngày mai mẹ nấu. Mời mẹ nấu. Mà mẹ nấu ạc sơn xì xin đó. Đó cá bà muốn ăn còn múc ăn hết đi. Một mình bà cho ba ăn con cá một ngày mà không trên cá này nè. Ta rửa ruột mà, ta tháo là ta ăn chay mà. Thôi. Trời ơi trời ơi. Biết bóc nó ăn dục nữa hay. Thôi đi đi ăn cơm rồi. Hồi nãy.